Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và đây là clip giới thiệu xe của bên Auto 62. Thì hôm nay em Trường bên Auto 62 xin lên hình nhanh một chiếc xe vừa tới cửa hàng để gửi tới quý vị và các anh chị coi qua màn ảnh trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhá. Chiếc xe hôm nay em muốn gửi tới quý vị và các bạn là một chiếc xe của hãng Toyota, đó là Fortuner bản số sàn 2019 quý vị nhá. Với ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen, thì chiếc xe lăn bánh được 5 vạn km. Một chiếc xe còn rất là mới và cũng rất là đẹp quý vị nhá. Thì không để mất nhiều thời gian thì em Trường mời quý vị và các bạn đi một vòng để chúng ta kiểm chứng chiếc xe trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhá. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc quý vị nhá. Mời quý vị đi một vòng ngoại thất ạ. Mời quý vị và các bạn đi vào ngoại thất của chiếc xe để chúng ta đánh giá trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe này quý vị nhá. Từ phần đầu xe thì cam kết với quý vị và khách hàng là từ sơn cho đến mọi chi tiết góc cạnh là còn nguyên zin quý vị nhá. Chưa hề phải làm lại hay chưa hề phải tuốt tát lại một chi tiết nhỏ nào, quý vị hãy quan sát thật kỹ trên màn ảnh để cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe từ mọi chi tiết góc cạnh, từ cụm pha đèn cho đến mặt ga lăng hay là ba đời sốc trước hay là mọi chi tiết góc cạnh, thì quý vị quan sát trên màn ảnh để chúng ta cảm nhận và đánh giá chiếc xe quý vị nhá. Đó, từ sơn là con này còn sơn zin đến 95% quý vị nhá. Từ lốp thì được anh chủ trước rất là cẩn thận, đã vào một dàn lốp mới cứng rồi quý vị nhá, vừa mới vào năm 2022 này quý vị nhá. Và từ la răng này chưa hề có một vết xước sát quý vị nhá. Thật sự là một chiếc xe rất là mới và rất là đáng để chúng ta cân đối cân nhắc quý vị nhá. Với nước sơn zin thì nó toát lên một vẻ đẹp rất là đẹp mà rất là sang trọng của màu trắng quý vị nhá. Cho đến từ cánh cửa hay là mọi chi tiết góc cạnh này ạ. Chúng ta quan sát qua màn ảnh nhỏ thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ zin của chiếc xe quý vị nhá. Đó, từ bộ ghế da đã được anh chủ trước lên bộ ghế da rất là đẹp quý vị nhá. Từ màn hình đã được anh chủ trước lên một màn hình Android rồi quý vị nhá. Hay là mọi chi tiết góc cạnh, từ đấm số vô lăng hay là mọi chi tiết góc cạnh bên trong chiếc xe còn là vô cùng là xuất sắc mà vô cùng là mới quý vị nhá. Rất là đều xe quý vị nhá, với anh chủ trước vô cùng là cẩn thận, rất là cẩn thận quý vị nhá. Từ mạ chrome, tay nắm cửa hay là mọi chi tiết góc cạnh thì anh chủ trước cũng đã độ lên được rất là nhiều đồ rồi quý vị nhá. Cho đến cánh sau đây ạ, hay là hàng ghế thứ hai hay là từ trần thì cũng đã được anh chủ trước bọc trần ni lông rồi quý vị nhá, rất là cẩn thận. Một chiếc xe được một anh chủ rất là giữ gìn quý vị nhá. Cho đến từ phần lốp sau hay là la răng sau hay là cho đến mọi chi tiết về phần sơn hay là phần cụm pha đèn sau đây, quý vị và các bạn quan sát để chúng ta cảm nhận đánh giá qua màn ảnh nhỏ để cảm nhận được cái độ mới và cái độ zin của chiếc xe quý vị nhá. Và từ cốp sau đây ạ, quý vị quan sát để nhìn nhận thấy là một chiếc xe vô cùng là đẹp quý vị nhá. Cho đến từ phần cốp sau, cam kết với quý vị và khách hàng là nguyên zin, chưa phải tháo ra hay chưa phải tuốt tát hay sơn lại bất cứ một chi tiết nhỏ quý vị nhá. Cho đến mọi chi tiết góc cạnh bên trong nội thất từ phía sau để chúng ta quan sát thật kỹ, thật rõ trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhá. Với Fortuner thì đã được nhà sản xuất sử dụng là hàng ghế thứ ba là hàng ghế treo, vì vậy là chúng ta được một cốp rất là rộng quý vị nhá. Mời quý vị quan sát từ phần gầm xe một chút để chúng ta cảm nhận về mọi chi tiết góc cạnh của chiếc xe, đánh giá qua màn ảnh trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhá. Từ phần bên lái đây ạ, thì quý vị quan sát để chúng ta cảm nhận về cái nước sơn và cái độ zin của chiếc xe quý vị nhá. Thật sự là một chiếc xe rất là hoàn hảo mà rất là đẹp quý vị nhá. Và bên em thì cam kết với quý vị và khách hàng bằng văn bản giấy tờ có giá trị của pháp lý là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản, giấy tờ an ninh pháp lý là rất là rõ ràng quý vị nhá. Đã được bên em rút hồ sơ về tới cửa hàng. Đó,
quý vị quan sát một kỹ một chút từ cánh cửa cho đến ghế phụ, ghế lái, vô lăng, đấm số, mọi chi tiết góc cạnh còn vô cùng là mới, vô cùng là xuất sắc quý vị nhé. Cũng chẳng kém gì xe mới bao nhiêu đâu quý vị nhé. Cam kết với quý vị là xem xe quý vị sẽ ưng xe, chúng ta chỉ bàn bạc về giá quý vị nhé. Cam kết với quý vị là quý vị xem là sẽ ưng. Mời quý vị đi vào khoang máy của chiếc xe. Mời quý vị đi vào khoang máy của chiếc xe để chúng ta đánh giá trải nghiệm chiếc xe quý vị nha. Từ cabo thì cam kết với quý vị và khách hàng là còn nguyên zin, chưa hề phải tuốt tắt lại một chút nào. Từ keo chỉ mọi chi tiết góc cạnh là nguyên zin quý vị nha. Cho đến từ máy móc của xe đấy ạ, thì quý vị quan sát để chúng ta cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe. Thật sự là một chiếc xe vô cùng là mới quý vị nha. Đó, chúng ta quan sát kỹ một chút để cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe. Và đó là toàn bộ chi tiết về nội thất và ngoại thất và khoang máy của chiếc xe Fortuner bản 2019 số sàn quý vị nhé. Với ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, đang được bày bán bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội với mức giá vô cùng là hợp lý, hợp tình, 900 mấy chục triệu quý vị nha, 900 vài chục triệu thôi ạ. Thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với em Trường để em Trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn nhé. Và mọi chi tiết thắc mắc thì quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với em Trường và qua trực tiếp showroom ô tô 62 ô tô gầm cao Hà Nội với địa chỉ kinh doanh là 99 Trương Công Giai quý vị nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Và nếu như quý vị và các bạn là lần đầu đến với kênh của bên ô tô 62 thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những chiếc xe mới nhất về tới cửa hàng quý vị nhé. Xin chào tạm biệt ạ.